ngọt ghê luôn á. Nhìn thèm quá, thèm quá. Để cho nó nguội tới mình bóc nó. Hôm nay Mr. Thông chỗ tài nấu nướng. Mọi thứ đã được quà chuẩn bị. Đây, Dung rửa rau. Nhìn nó hơi dơ dơ. Giờ đưa ra cho Mr. Thông nướng nha. Đây, Mr. Thông chuẩn bị cái bếp ngoài này. Đâu, Mr. Thông, Mr. Thắng. Coi coi, cái ghê thầy. Thầy làm gì ghê thầy? Lửa cháy quá vậy? Con đường này cái nhà hàng xóm rất là đẹp luôn á. Nhà hàng xóm người ta làm cái gì cũng đẹp hết trơn. Cái giờ mong hành rồi đó. Bây giờ sau khi mình chuẩn bị bếp than là mình sẽ nướng chân gà nha. Đây là chân gà ướp sa tế. Chân gà ướp sa tế rồi ra ngoài Bixi mua cái hũ sa tế XO gì đó. Mình nướng đây. Đó. Để vậy thôi mình nướng là được rồi đó. Nướng tầm tiếng khét bỏ. Khỏi ăn. Chân gà cũng ngon. Cánh gà ngon hơn. Chúng ta đợi cho gà chúng ta chín á. Này cái này là anh Thông. Thì để phí thời gian á, mình có thể lùi khoai vô. Khoai gì á? Khoai gì á? Khoai lang. Khoai lang hả? Khoai lang mật của Đà Lạt. Nha. Mình lùi vào, lùi nó vào than. Cho chừng phỏng tay đó. Cho nó thứ nhất là nó khô, cho cái vỏ bên ngoài nó chín luôn. Còn lát mình lấy ra mình ăn, mình cứ bóc phần bên ngoài ra là mình có thể ăn được. Khoai lang hả? Khoai lang gì bự dữ vậy? Wow. Đâu rồi? Đó mình đã lùi vô trong rồi. Không cho vô trong luôn hả? À. Thế rồi, thế rồi. Mình lợi dụng cái lửa than á, cho nó ráo. Khét không? Không. Khét thì mình đã bỏ cái vỏ ngoài, mình đâu ăn cái vỏ đó. Để mấy phút, để mấy phút. Mình có thể để khi nào mà mình thấy cái vỏ nó cháy đều thì mình trở lại. À, cháy đều hả? Chín đều ở trong kia đó, mình thấy cái củ khoai mà mình ấn mình thấy nó mềm á. Nên là nó gần chín rồi. Nãy có mua một trái bắp nữ hoàng. Đây một trái bắp nữ hoàng. Sau khi lột nó ra. Sau khi lột nó ra thì nó có màu rất là lạ. Đây, sau khi lột ra nó có màu tím. Đen đen. Bắp là người ta gọi là bắp tím á, nó tốt cho sức khỏe luôn á. Bắp cải tím giống bắp cải tím rồi hả? Không, nó gọi là bắp tím. Do cái màu tím của nó. Có đột biến không? Nó là dạng đột biến. Cũng lạ ha. Tí nữa nướng ăn thôi hả? Coi cái khoai lang sao rồi? Khoai lang thành than rồi. Coi nó lật, mình lật đều đi. Wow, đây là một cái mấy cái chân gà chín đã chín đầu tiên. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một chén muối ớt. Bắp chanh ha, với lại kim chi. Kim chi ăn chân gà ngon á. Mang này nó nướng hơi đen nhưng mà ok đó. Lật lật lại đây cho đẹp. Giờ ăn thử nha. Nghe cái chân gà siêu nóng luôn. Giờ chấm với ớt, chấm với ớt. Nó nóng quá cầm được luôn. Thở quá. Thôi ở khó rồi luôn. Không, bỏ khó chứ. Chín rồi. Ướp ngon ghê luôn. Sau khi ngồi đợi 15 phút thì thấy xúc xích chín rồi đó. Xúc xích chín rồi đó. Thơm quá. Giờ mình sẽ ăn thử xúc xích nha. Xúc xích là chấm tương ớt thôi. Món ăn huyền thoại. Trời nóng nha. Nóng quá. Xúc xích gì vậy? Bỏ khó là xúc xích Đức. Xúc xích Đức. Vườn bia à? Ủa sao biết vậy? Vườn bia đúng rồi. Cắn à. Cầu nó giòn. Đúng ngon. Đúng ngon á. Ở ngoài giòn ngon. Rồi ở trong mềm lắm. Quả mới đem miếng ra. Quả xào miếng. Quay qua đây nè mới thấy không. Quả nãy giờ xào miếng. Giờ mình ăn thử luôn nha. Giờ mình ăn thử miếng luôn. Ăn xúc xích rồi ăn miếng nha. Ngon quá. Đây có bò nè. Để giờ ăn thử miếng miếng của con quả nha. Lấy bò đó. Có cái chén nè, trội chén nó trụng nước sôi nữa. Con biết ai trụng? Chỉ có con Dung nhà thuốc thôi. Con Dung nhà thuốc mới làm vậy. Nó trụng. À lấy cái chai nước tương đó bạn. Đây nước tương đây. Ghế hả bạn? Ngồi ngồi xem không? À lấy nước tương pha với lại tương ớt á. Ngon lắm. Rồi nó xào với cần. Với bò. Rồi, đang quay nè Dung. Quả nó xào miếng với cần với bò. Cần tây Đà Lạt. Cà rốt Đà Lạt. Còn nước nóng nó chung gì cũng Đà Lạt hết. Nhưng mà miếng là nó lấy miếng miếng dông miếng gì đó. Nước tương tỏi ớt vô ăn thử nha. Này chả nước tương tỏi ớt khỏi pha. Thử nha, trộn lên. Trời nó thơm nước tương.
không nghe mùi miếng Nam Dương, nước tương Nam Dương. Nó thơm nước tương. Để coi mùi miếng có mùi không. Không biết nghe mùi nước tương thôi. Miếng đặc chuẩn nó phải dai nha. Dai ngon. Dai đúng dai luôn. Nước tương này hả? Ê, vùi mới vô luôn. Ngon quá. Miếng này ngon quá. Ăn miếng cần cây nha. Đúng rồi, đâu là lại có giòn. Trời ơi trời. Cà rốt Đà Lạt. Ngon quá. Thịt bò Mỹ Sài Gòn nè. Thịt bò Mỹ. Thịt bò Mỹ. Quay phim Sài Gòn nè. Ngồi đói thấy bà luôn. Ngon quá. Giờ cho quay phim ăn nha. Bây giờ Mr. Thông sẽ lấy khoai lang thử chín chưa nha. Đâu lấy lên thử coi. Rồi lùi vô ra mà nó thấy xâm vô nó ra nước là chín nha. Trời ơi, trời ơi. Ừ, xâm vô chảy nước chảy mịt ra đấy. Nó chảy mịt ra đấy. Nó đang mịt nha. Đừng có rung thôi Mr. Thông. Đâu rồi bây giờ ăn sao? Thả vô họng luôn hả? Cái gì vậy? Ăn sao? Bây giờ mình sẽ để cho nó nguội tới mình bóc cái lớp ra rồi ăn cho nó trong. Nhưng mà nó đen nhìn nhạy cảm quá. Nó hết mà. Bây giờ khoai lang rất nóng mà thắng xé ra nha. Rồi, bóc ra đi Thắng ơi. Ngon vậy? Bóc ra. Trời ơi, trời ơi, thơm vậy, thơm khoai lang quá. Ăn thử đi. Bỏ một nửa xuống ăn thử. Rồi bây giờ ăn thử cái miếng khoai lang Thắng vừa mới vẽ nha. Tao thử ăn. Wow, trời, nó nóng rồi nó thơm. Thơm. Nóng mà thơm quá, ăn ngon. Trời, nó ngọt ơi là nó ngọt. Mà đúng là cái nước nó lùi vô than, cái nước nó chảy ra hết rồi. Còn ở trong nó ngọt lắm luôn á. Trời ơi, ngọt ghê luôn á. Cái mì hấp á. Dạ hả? Ăn chưa? Em chỉ ăn nướng than thôi. Ngon quá. Giới thiệu đây là gà bẻ nướng. Mình sẽ bẻ ra rồi mình đem nướng nha. Gà wow. Ngon là phải nướng sơ. Rồi. Gòn, ngon. Nướng sơ rồi bẻ. Phải nướng sơ. Gà này phải bẻ. Bẻ gà nướng lại không? Móng đỏ nữa kìa. Móng tay nó đỏ nữa. Móng đỏ. Trời ơi quả. Nướng lại đi ngon lắm. Rồi ok. Bây giờ nướng lại nha. Đó, bây giờ sau khi mình nướng sơ rồi mình đem ra mình bẻ cái mình nướng lại lần nữa. Đó, trời ơi, ăn vậy mới ngon nha, nhức nách. Wow. Sau khi Thắng nó nướng bắp. Đây. Cái bắp này không phải nướng khét nha. Cái bắp này không phải nướng khét mà là bắp này là bắp tím. Nó rất là thơm luôn. Thơm như bắp nướng vậy. Thơm mùi bắp nướng thì đúng là nay bắp nướng mà quên. Bây giờ ăn thử cái nha. Nó ngọt. Trời ơi. Nó ngọt và nó sực. Như bắp Mỹ á. Mà ngon không bắp Mỹ nha. Mà nghe nói ăn bắp tím là tốt hơn sức khỏe. Ăn bắp khác. Ăn xong nghèo luôn.